아, 봄 말고 다른 거뭐 할까요? 말하기 주제 뭐가 좋아요? 네. 아, 말하기, 오늘 뭐 했는지 1분 말하기 할까요? Thầy nói trước đi ạ. à, nói một phần. Này. À,주제 하나 골라야 돼, 주제. Này, em thử đọc một bài diễn tả về mùa xuân. Khi mùa đông trôi qua, mùa xuân đến, đàn áng bay trên bầu trời như một dấu hiệu rõ ràng cho biết xuân đã đến. Khác với lạnh giá của mùa đông, sáng bóng của mùa hè và buồn bã của mùa thu, mùa xuân mang đến không khí dễ chịu, ấm áp. Thời điểm kỳ diệu này làm hồn ta hồi sinh, mùa xuân như một nàng công chúa tươi đẹp, là món quà quý giá từ trời cao. Hoa đua nhau nở rực rỡ, đặc biệt không thể thiếu những cành mai, bông đào, biểu tượng đặc biệt cho những ngày Tết hàng năm. Xuân đến, chim muông trở lại, hưởng thụ vẻ đẹp của mùa, hội tụ sau những ngày dài trú đông. Đây là mùa của sự sống, mùa mang đến năng lượng mới cho mọi sinh linh, cả con người. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa, chạy qua lá cây, cỏ mọc, làng đường phố, hòa mình vào cuộc sống hối hả một cách nhẹ nhàng, làm cho mỗi người cảm nhận rõ ràng sự trở lại về mùa xuân. Hơi ấm này làm tỉnh giấc mọi thứ sau giấc ngủ dài của lạnh lẽo của mùa đông, làm thức tỉnh mọi sự linh sinh linh với từng hơi thở nhỏ nhẹ này. 어려웠어요. 와. 네. 네. 그러면 나는 오늘 AI에 관한 영상을 봤어요. 유튜브 영상에서 AI 그 네. AI는 많은 공부를 할수 있어요. 그렇지만 AI는 문제를 가지고 있어요. 어떤 부분에서는 AI가 정확하지 않아요. 그래서 우리는 그 자료를 이용할 때 정확하게 고칠 필요가 있어요. AI, 예를 들어서 챗 GPT로 우리가 자료를 많이 가질 수 있는 것은 아주 좋아요. 왜냐하면 원하는 자료를 가지려면 보통은 서점에서 책을 사야 되는데 아주 많은 책을 사기는 어려워요. 그리고 또 도서관에서 책을 빌리는 것도 한계가 있어요. 하지만 AI는 원하는 내용을 잘 입력하면 원하는 정보를 주고 그 정보를 활용해서 사용할 수 있기 때문에 아주 빨리 사용할 수 있는 장점이 있어요. 내 개인적인 생각에 AI는 언어를 잘하는 인공지능이기 때문에 그것을 AI를 잘 활용하면 우리는 언어를 특히 외국어를 잘 공부할 수 있어요.
네, 여기까지 할게요. 와. 네. 아니. 베트남어로 어떤 대화를 간단하게 해요? 뭐, 어떤 대화할까요? 뭐, 무슨 대화하고 싶어요? 주제? 네, 준비, 자, 요 주제, 네, 띵백 가호이. 네. 바, 후, 왜, 너, 주제, 되 do, thì nếu mà cho em nói về chủ đề tự do, em sẽ muốn nói về làm thế nào để tự do tài chính, vì em thật sự không muốn kiểu như cứ đi làm công ăn lương như thế này suốt, và em muốn không có cần quá nhiều tiền, chủ yếu mình có cuộc sống riêng tư, muốn làm gì làm, và vì chỉ sống được một lần nên thích tự do tự tại, làm những gì mình thích. Vâng. Né. Không hiểu, jom 짧게, 간단하게 얘기해 주세요. Em có thể nói nhắn Nói nhanh nhắn Bali hamel mà xem hiểu không không Bali 말고 짧게 심플하게 간단하게 얘기해 주세요. 간단 하게 네. 소위 코테 휴. 엠, 기, 엠, 노이, 심플. Em muốn sống một cuộc nó sao Em muốn sao muốn freelancer. freelancer Em muốn làm công việc tự do, tại tự do. yeah, em muốn lắm Em muốn làm công việc tự do. công việc tự do Brirensoro i hako shiboyo. ok 공백 공백 라지 어떤 분야 일하고 싶어요 공백 M 브리랜서 phiên dịch thung giặc bom giặc공작 bom giặc thông giặc네네. 브리랜서로 일 하고 싶어요. 네. 어떤 분야? 연예 Giỏi nhất hả?연예 làm Em việc là gì? em vô nó thung giặc Việt Nam mô thung giặc Nông nu Inbono. Nè, on nông nu Nhật Bản tiếng Việt no.네. 대화는 오늘은 여기까지 하고, 이거는 그 문장 내가,
문법에서 찾은 거인데 한번 같이 해봐요. 이거 Đứa주아체 đứa또 trẻ đó khó bảo, luôn thích làm theo ý mình. làm theo ý mình. Làm theo ý mình. Cứ ai nương thung chê haki oroko hansan haki bang sitero hanun có sơn cho a hatan. 항상 자기 방식대로 하는 걸 좋아한다. 오케이. 공따 중넷 고추기 빨랑. Ông ta thường rất khó chịu khi phải làm việc với những người không chịu nghe lời. I거 잠깐만. 잠깐. 이거 같이. 문장 읽기는. 그러니까 할아버지는 좋은 곳잣 고, 주기 빨람백 고용노이 홍지예 로이. Này, ông ta thường rất khó chịu khi phải làm việc với những người không chịu nghe lời. Cừ nương, cừ y rương, hê ya hàm tê, chung chung mê u, bùn bion hê hàm nê ta, tực chi an nương saram tương qua hàm kê, hê ha xíp xiô. Nè nè, con ta chúng chặt cô chú đi phải làm việc bồi nhung nhối không chịu nghe lời. Hành động của anh ấy quá khó coi, không thể chấp nhận được. Iko nama koi iko neung il goyeo. Hantong. À, À, cư quê kuye con tung nương hengdong은 nọ mu bạc ta tương ri ki rắc oreowayo? Wow, so bạc a tư ri su ấp Không thể chấp nhận chấp nhận được. được. Ok, có là oreopta라는 뜻이죠. Này có Arab Có. 내가 suy tạo. Kok 이거 có hiểu는 이해할 수 없다. Có hiểu이해하기 이런 어렵다. 케이는 전만 이해하기 어렵 어려워서 손 미안 한수 없습니다. 네. 만대나이 따수 보호 더이 콩테 자이 틱톡. Vấn đề này khó, vấn đề này thật sự khó hiểu, tôi không thể giải thích được. Yeah, 이 문제가 정말 너무 어려워요. 네. 그래서 자이 틱톡. 잠깐만. 틱톡 뭐예요? 예, 손만 한수 없어. 없음. 할수 없어요. 이건 뭘까? 꼬네, 꼬네. 이건 뭐예요? 꼬네. những tin tức đó thật khó nghe, tôi không thể tin được.믿을 수 없어. Cư số xích từ rừng từ kỳ ở rốc xâm lý ta bị tinh su ca ấp sao믿을 수가 없어요. 틱톡. 듣고, 예, 듣기 어려워요. 요 쓰읍, 말이 그안 오케이. 있습니다. 퀘틴. Việc quyết định này thật sự khó nghĩ, chúng ta cần thêm thời gian suy nghĩ.
gồm Y khô nhìn생각하기 không어렵다. 니까 생각하기 어렵습니다. 그랬더니 나의 뚝수 코님 뚱딱한 땐 또이지 않수님 생각할 시간이 필요해요. 네, 시간. Chúng ta cần thêm thời gian suy nghĩ. Sikani video 합니다. 생각하기 어려워서 생각할 시간이 필요합니다. Do cảm thấy khó ở, anh hãy nghỉ làm một ngày để nghỉ ngơi.이거는 Khó. 날씨? Khó thở. Cứ nên mồm mi ăn cho ha cho so haru ri oya hết một cầm tay có ổ, tay mồm nhắn cho ta, có ổ. này mồm mồm mi ăn cho so Nhi làm một ngày để nhi nói haru cho ra đều. Ok. Rồi có chung mời có chung. khó thương. Sự thất vọng của em khiến tôi cảm thấy khó thương. Từ nhỏ e xin man euro in he cho nương an thạc ca âm mưu nữ kim ni ta. Anh ta cũng được su tất hôm qua em khiến tôi khăm tại cô chung cô chung có oh, 어려운 느낌 cô chung anh ta là của em kém bởi em kém em kém Em khiến khiến kém khiến in khiến nữ kim ni ta khiến느끼는 건 깜 느끼는 거 아니에요? cảm thấy khó thương khiến sinh mạng vâng thất vọng vì nho nơi sinh mạng ở độ in hê cho in hê cho nên an tha ca âm ơn nữ kim ni ta.네. 각항 손님들 Hàng ngày나이 các각항 khó tính. The golden 믿기 어려워요. Không dễ mà làm theo ý muốn của họ. Y cô các cơn can can he so cử tương e y kyong nun ta rư ki ta ka chi chi a sim ta chi chi Làm theo ý muốn của họ. Hàn Quốc hàn bông bokeo. Nè. Kư aiyeun oreowoseo jongjong bokjonghaji ankko jagi maeumdaero haengdonghabnida. Cứ anh nên ở rau xong chung chung búc chung hai chị ăn cô chị cha kỳ mà âm tê rô ham tung ham này ta Cô aka 복종하다가 cô 뭐예요? khó khó đứa trẻ đó khó bảo luôn thích làm theo ý Cô vào, cô vào. chúng Ừ. 그는 종종 복종하지 않는 사람들과 일할 때 매우 힘들어하며 불쾌해합니다. 그는 중중 북 중하지 않는 사람 등과 인한테 매우 힘들어 함 힘들어 하며 문괴해 합니다.
Ông ta thường rất khó chịu khi phải làm việc với những người không chịu nghe lời. Ông thích Ông ta thường rất khó chịu khi phải làm việc với những người không nghe lời con. quá đáng ta. Cái hành động은 너무 받아들이기 어려워서 받아들일 수 없습니다. 그의 행동은 너무 받아들이기 어려워서 받아들일 수 없습니다. 행동 hành động của하나의 hành Handong quá khó nơi coi, là cô khó coi, không thể chấp nhận được. Tung nó có mua bằng ta từ rồi cái ở đâu이 문제는 정말 이해하기 어려워서 설명할 수 없습니다. 포유, 포유. 네이 문제는 전만 이해하기 어려워서 전만 할수 없습니다. Vấn đề vấn đề này này thật sự khó rất hiểu, sự tôi có không thể giải thích được. câu hỏi설명할 수 không thể Giải설명하다 Son man han su up sumita là không thể giải thích được. không thể là tích Cứ 소식들은 듣기 어렵습니다. 믿을 수가 없어요. 코니, 코니. Có nghe. 코니, 코니. Cứ số xích từ rừng từ kia Europe sumita mi tên suka opsumita. Vấn đề này thật sự khó hiểu. Những tin tức đó thật sự khó nghe, tôi không thể tin được. Từ số tường hương tập kỳ opsumita mi tên suka opsumita. tin tức, né. 이 결정은 정말로 판단하기 어렵습니다. 추가적인 생각이 필요합니다. 이 권장은 전말로 판단하기 어렵습니다. 추가적인 생각이 필요합니다. 왜 quyết định này thật sự khó nghĩ, chúng ta cần thêm thời gian suy nghĩ. 네. 판단하기 어렵다는 것은 거니? Khó nghĩ xin các hạt kỳ ở đâu vào dụ. 오케이. 그는 몸이 안 좋아서 하루 쉬어야 했습니다. 몸이 안 좋다? 오. 네. 그는 몸이 안 좋아서 하루 쉬어야 했습니다. 여 cảm thấy khó ở anh ấy muốn anh ấy nghỉ là một ngày để nghỉ ngơi. Okay. 그녀의 일실망으로 인해 저는 안타까움을 느낍니다. 오. 그녀의 신만으로 인해 저는 깜. 안타까움을 느낍니다. 소위 성격 깜 고충, 게임 고충. khiến tôi cảm thấy khó thương. Tôi cảm đã có Xuyên Man là thất vọng. mang Xuyên man là thất vọng. Huy man là hy vọng. Hy vọng, hy vọng, xuyên mang Xuyên man là thất vọng. Huy man là hy Hy vọng vọng.이 고객은 깐깐해서 그들의 의견을 따르기가 쉽지 않습니다. 이 고객은 깐깐해서 그들의 의견은 따르기가 쉽지 않습니다.
Khách hàng này khó, rất khó tin, không dễ mà làm theo ý muốn của họ. Nè, phải cầm lại nhé. Không có anh thọ phải không? Dù chế tù phố bao. Phố bao là... Có bảo là Ai từ đi ta rì chi à là sao? Luôn thích làm tê cứ ai nên ở rau vô sau chung chung bút chung hà chi an cô hà cha kỳ mà âm tê rô hèn tung ham này đi tầm. không ăn người ta đó mò được sao lại Ừ. nữa rồi ông ta chung lết cô chứ đi phải làm việc đi đi học Với người những ta không chịu nghe lời. Cứ nên chung chung bút chung hà chi an nên saram tượng qua in ham tê mê hình tư ro ham mèo buồn khuê hê ham nê ta cô chú à cô chú ý hình tư rõ con hả chị. ta à hành động của anh ơi của cô cứ yeah, hành động hơn đó mu cô coi à Nhị cứ ế hiện tâm nương nọ mù bạc ta tương ri kỳ ở ở đâu rau sao cô bạc coi ta tư in su ốc xâm đi tao. à chắc nên đọc ở đây thì số không đi đâu. Bạn thế này, ta sư cô hiểu, ý vấn đề nên chẳng mai, ý à cái ở đâu ở sao, phải tiếp tục, ý Son mà thanh qua su số đây không? những tin tức đó thật khó nghe, tôi không thể tin được. Cứ cho xích tương trớn tự kỳ ở rớp xâm đi ta mực tương tư ca ấp sao yêu. Nè, tôi không thể tin được. À, cái quyền tin này, thật chẳng, nghĩ chẳng mấy. À, sinh oreo oreo. Uy nên, xem suy nghĩ, sinh Sony. Việc Dục cam tại của ô mồm miệng cho cũng thấy khó này chung này này cứ nên đi đi làm cho một này để đi ngồi suy xịt khi haru si korago sinh ra kèo haru siêu e đều Khách hàng này rất khó tính, không dễ mà làm theo ý muốn của họ. Cô các cứng can can hay so từ tương e y kion nun ta rư kỳ ca chi chi a sum người ta. à nè 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 tập vong qua em khen tôi cảm tại cô chân cô chung người được kinh nghiệm đó tôi tập vong qua anh khen các khang thì này con nhìn từ rừng chặt cô chân và bị kia ở đâu sao chẳng may bị kia ở đâu để dễ mà làm theo ý muốn của họ kuduri 원하는 것을 따르기가 어려워요. 이거는 꼬아라는 걸 내가 찾아봤는데 이 꼬아 có này꼬 관련된 표현이었어요. 이게 꼬 여기도 오, 건강에 좋지 có않다. tính này보충, có thứ này.보충, 어렵다. 오,
Amen. Có tin trong bộ bí kíp ở đâu ta? Tiếng Việt에 다 있는 표현들이라고 문법 책에 있었어요. 우리가 여기는 했죠? 이거 했고. 아마 빨간색으로 했을 것 같은데. 전통음악 했어요? 각 레오의 문화 오 한국 럭보 로바브이베. 아, 이거 했어요. 우리. 이것도 한것 같아. 좀, 지금 이것도 했어요. 아, 여기 안 했나? 빙벳 라농무 침투 프로벳. 아, 이거 했는데. 아, 요거 해봐요. 나의 학교에는 아주 큰 운동장이 있습니다. 나의 학교에는 아주 큰 운동장이 있습니다. 운동장. 네. 아, trường của tôi thì thường có một sân bằng rộng lớn.네. 베트남 음식은 매우 맛있고 다양합니다. 베트남어 음식은 매우 맛있고 다양합니다. ẩm thực Việt Nam thì농, 단농, 짜장. rất ngon và đa dạng. 호치민시는 베트남에서 가장 큰 도시 중 하나입니다. 호치민시는 베트남에서 가장 큰 도시 중 하나입니다. thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam là một trung trung Lớn. quan là một thành phố lớn là một thành phố lớn nhất một trong thành phố lớn nhất Trung Hoa. Okay. 베트남어는 베트남의 공식 언어입니다. 베트남어는 베트남의 공식 언어입니다. tiếng Việt là cộng cung là ngôn Long ngữ. ngữ chung của người Việt Nam của Việt Nam. 사랑은 삶을 의미 있고 행복하게 만듭니다. 띵요, 띵요. 사랑은 삶은 의미 있고 행복하게 만든 합니다. 만 띵요, 람마. tình yêu lớn là hạnh phúc làm cho hạnh phúc tình yêu bao la là Tình yêu làm cho cuộc sống cho đấy, những ý ý nghĩa và hạnh phúc. nghĩa và hạnh phúc. Nên Bộ hoàn toàn tôi vậy. Trong cuộc tôi có một sân thể thao chạy nông, nghe thể trong thao vận động chẳng. nãy
Phạm Việt Nam chất nóng và đa dạng. Ông sĩ thành Đúng rồi đấy. phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam. Này, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của Việt Nam. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của người Việt Nam. Cùng Chính thức, ờ. chính thức. Yeah. Tình yêu làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và hạnh phúc. Tình yêu làm cho cuộc sống trở nên ý À, nè, nè. nghĩa và hạnh phúc. Nên lấy tông của cô. Okay. 창문을 열어보니까 진짜로 비가 오고 있어요. 이건 맞는 말인데. 밖에 비가 오는 것 같아. 아, 보니까 아, 창문을 열어보니까 비가 와요. 무아. mưa밖에. 밖에 비가 오는 것 같아 chan mun nun yon yoro bonika chin charo bika oko isayo ở ngoài thì hình như là trời mưa cứ Một cuộc sổ. khi mà cửa sổ mở thì Xin chào. nó thật sự là mưa ở bên thái mưa bên ngoài Nè. khi mở cửa thì thái mưa ở bên ngoài thật sự là mưa bên ngoài. 어제 너무 많이 먹었어. 아침에 저울에 올려보니까 2kg이나 쪘어. 저울, 아침에 저울에 올려보니까 좀 이상해요. 어제 너무 많이 먹었어. 아침에 오빠, 보니까 2kg이나 쪘어. Thì tôi thì ăn rất nhiều vào ngày hôm qua. Khi mà tôi căng thì vào buổi sáng nay thì nó đã tăng lên 2 kg.네, 아이키. 2 kg. 네, 이 책은 꽤 어려운 것 같아. 읽어보니까 내가 생각한 것보다 더 어려워. 이 책은 꽤 어려운 것 같아. 이거 보니까 내가 생각한 것보다 더 어려워. 그 quyển sách này khá là khó. Sau khi đọc nó thì tôi đã nghĩ nó cũng khó hơn. Khi Né. mà tôi đọc nó thì tôi nghĩ nó còn khó hơn nữa. 1분 남았으니까 요것만 해요. 날씨가 추워서 감기 걸릴 것 같아. 날씨가 추워서 감기 감 열을 재 보니까 38도까지 올라가 있네. 여인 제 보니까 사십 여 또까지 올라가 있네. 날씨 추워요. 또 이때 나란 감기 걸릴 것 같아. 감. Tôi cảm thấy là bị cảm. Tôi nghĩ là Cảm. tôi bị cảm bởi vì nó hình như tôi nghĩ vì tôi đã bị